Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì trước mặt em đây, một chiếc Tucson xăng đặc biệt màu đỏ đô đó hiện diện. Thì với đợt giảm giá và của Tucson và Santa Fe giảm kịch sàn như vừa rồi, thì Hyundai Tucson đã có thể vượt lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng 10 xe bán chạy nhất tháng 10 của thị trường Việt Nam. Thì đây là chiếc Hyundai Tucson phiên bản xăng đặc biệt với giá niêm yết của xe đó là 839 triệu. Thì hiện tại Hyundai Bắc Ninh đang chào bán với giá nó đâu đó rơi khoảng 938 đến 939 triệu một chiếc xe rất là đắt hàng, cho nên được bán nguyên giá, phụ kiện tặng kèm cho quý khách hàng đó là phim kích nhiệt new sun của Mỹ, bảo hành 15, trải sàn da, bọc vô lăng. Giá lăn bánh của chiếc xe này thì đang tính giá lăn bánh của chiếc Tucson xăng đặc biệt 839 cộng với thuế của xe thì rơi vào khoảng hơn 890 triệu một chút đó, rơi khoảng 892 đến 895 triệu. Và cái giá lăn bánh trả góp thì đang được hỗ trợ tối đa là 80% giá trị xe và thời gian trả góp tối đa là 8 năm. Những công nghệ nổi bật của chiếc Tucson này thì bao gồm đó là hệ thống Hyundai Smart Sense, bao gồm tính năng hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù trên gương, cảnh báo phòng tránh va chạm người đi bộ phía trước và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảm biến áp suất lốp, hệ thống camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động SCC, giữ khoảng cách so với xe phía trước, hệ thống thông gió làm mát và sửa ấm ghế hai hàng ghế phía trước. Trên quản lý phần nội thất thì quý khách hàng có thể thấy là chiếc xe được trang bị với hai tông màu nội thất đó là màu đen và vùng trần cũng là trần kem. Chiếc xe này mang một cái tông màu nội thất sang trọng và rất là sạch sẽ cũng như hiện đại. Khuyến lái thì được chỉnh điện 10 hướng và phanh điện tử thì được trang bị cho tất cả các phiên bản. Đây là một chiếc xe do tạp chí VN Express do người tiêu dùng bình chọn là chiếc xe của năm phân khúc crossover hạng C năm 2022 bình chọn. Đó. Trên chiếc vô lăng bọc da này sẽ bao gồm những cái phím bấm như là đàm thoại dành tay, giữ làn đường, rồi thì màn hình sau vô lăng của xe là màn hình đa thông tin kích thước 10,5 inch. Màn hình giải trí trung tâm của xe với kích thước lớn cũng là 10,5 inch, tích hợp các công nghệ như là bản đồ định vị dẫn đường, kết nối điện thoại Apple CarPlay và Android Auto, sạc không dây được trang bị cho phiên bản đặc biệt trở lên. Tính năng phanh điện tử và hỗ trợ giữ phanh cũng được trang bị cho phiên bản tất cả các phiên bản. K360 thì được trang bị cho phiên bản xăng đặc biệt, giò đặc biệt và phiên bản turbo, đấy, phiên bản đặc biệt trở lên. Cốp điện thì được trang bị cho những phiên bản đặc biệt trở lên. Màu xe thì bên em có sẵn những cái màu như là màu đỏ đô, màu trắng, màu đen. Đó. Chiếc cốp điện này sẽ tích hợp tính năng mở cốp thông minh, nhớ vị trí và chống kẹt thông minh. Tiêu hao nhiên liệu của xe thì rơi vào là 6,5 lít đường ngoài đô thị, đường trong đô thị thì khoảng 10 đến 11 lít và đường kết hợp rơi khoảng 8,1 lít. Và còn một con số cũng khá là tốt cho phiên bản động cơ xăng đặc biệt dung tích 2.0. Bên em còn một số phiên bản như là phiên bản xăng tiêu chuẩn thì đang được bán mức giá là xăng tiêu chuẩn là 759 triệu. Phiên bản dầu đặc biệt thì đang được bán mức giá là 865 triệu. Và phiên bản xăng turbo đoán giá 899 triệu. Vâng, một chiếc xe Tucson mà lăn bánh với khoảng hơn 900 triệu với đầy đủ những tính năng công nghệ là một chiếc xe hội tụ đầy đủ công nghệ, an toàn, tiện nghi, kiểu dáng đẹp thể thao thì anh chị hoàn toàn có thể sở hữu cho mình một chiếc xe trong phân khúc hạng C. Quý anh chị quan tâm đến Tucson thì xin vui lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Xin cảm ơn quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.